Vâng ạ, xin chào tất cả mọi người. Chúng ta đến cái Zoom ngày hôm nay là cái Zoom hướng dẫn về cái cách khai thác cái nguồn nguồn traffic miễn phí từ từ internet, đúng không ạ? Cụ thể đây là Facebook, và cái Facebook nó chứa rất là nhiều cái khách hàng tiềm năng, và bản thân admin luôn để cái nguồn traffic này hàng đầu trong quá trình kinh doanh. Tại vì hiện tại Shopee hay là các kênh thương mại điện tử, đúng không ạ? Nói chung là các kênh thương mại điện tử thì đó là các cái nguồn traffic tiềm năng và các cái kênh tiềm năng để chúng ta khai thác. Tuy nhiên thì cái số lượng người dùng của nó có một cái giới hạn, đúng không ạ? Cái người dùng của nó có một cái giới hạn. Thì khi mà triển khai đấy thì chúng ta cũng chịu ảnh hưởng bởi 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 các kênh đấy, tại vì như là Shopee hoặc là Lazada nó khoảng tầm đâu đó khoảng vài chục ngàn, vài triệu, đúng không ạ? 10 triệu đến 15 triệu user, thì cái khả năng tiếp cận của chúng ta nó sẽ nằm trong cái mức đấy. Nhưng thực tế đấy khi mà triển khai marketing quảng bá đấy, thì cái số 15 triệu đó hoặc là 20 triệu người sử dụng các cái kênh liên quan đến về liên quan đến thương mại điện tử đấy thì nó không 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 đạt được hiệu ứng như vậy. Còn ở trên Facebook thì hiện tại ở Việt Nam đang có hơn 60 triệu người sử dụng, nên ra đây là một trong những kênh rất là hiệu quả. Và thứ hai nữa là khi mà triển khai đấy thì chúng ta có hai nguồn traffic mà anh mình cảm thấy hiệu quả nhất, thực tế là ba, nhưng mà nếu như mà cái thứ ba, cái đầu tiên đó đó là đầu tiên đấy là cái nguồn trước khi mà có marketplace, đúng không ạ? Thì cái nguồn hiệu quả nhất đó là nhóm bán hàng trong nhóm. Chúng ta tham gia vào nhóm để chúng ta bán hàng, chắc chắn ra được đơn. Và tôi bán hàng trong nhóm để hiện tại là sở hữu shop, có nghĩa là bán hàng trong nhóm để đủ cơ sở điều kiện và phát sinh lời ấy, để mở ra được cái shop offline đấy. Nên ra là cái đấy là cái nguồn traffic mà tôi luôn đặt lên hàng đầu, tại vì ở đó nó chứa những cái tệp khách hàng mà chúng ta phải biết cách lấy. Có nghĩa là khách hàng tiềm năng nó nằm trong các cái nhóm đấy rồi, nhưng mà bây giờ làm sao để tiếp cận họ và làm sao để họ mua hàng của mình, đó là cái vấn đề mà chúng ta phải đặt ra, đó là điều đáng nói. Cái kênh, đúng không ạ? Cái kênh thứ hai mà tôi muốn giới thiệu là đó là kênh marketplace. Tại vì sao? Tại vì kênh marketplace bây giờ nó đang là kênh hiệu quả vô cùng khủng khiếp nhất do anh em mình chưa khai thác, đúng không ạ? Nếu mà xét ở góc độ marketplace thì nó không khác nào chạy quảng cáo là mấy. Và xíu nữa tôi sẽ nói một số cái yếu tố để gì ạ, những cái yếu tố để nó quyết định đến cái sự thắng lợi trong cái việc mà khai thác cái marketplace này. Tại vì nó không khác chạy quảng cáo là mấy, tại như này, một là nó có thể target được theo vị trí, thứ hai nữa là nó không có bị giới hạn trong phạm vi. Nó đỉnh cao hơn cái nhóm ở chỗ này, nó ưu việt hơn, chứ đỉnh cao thì chưa chắc. Nó ưu việt hơn là như thế này: khi mà chúng ta bán hàng ở trong nhóm ấy, thì ví dụ như là trong cái nhóm đấy là 100 ngàn thành viên, thì chúng ta có điều kiện để tiếp cận đến 100 ngàn người. Ví dụ như là nhóm đấy là 20.000 người, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể tiếp cận với 20.000 người, không ạ? Và nó bị giới hạn là cái phạm vi. Giả sử như là cái nhóm đó nó quá đông người và nó sẽ dễ bị loãng, đúng không ạ? Nhưng nó bù lại một cái chỗ này: nếu mà cái nhóm ấy toàn là khách hàng tiềm năng cả và chúng ta có cái sản phẩm thì chúng ta chắc chắn sẽ target, sẽ gì ạ, tiếp cận được với họ. Đấy là cái đặc thù của nhóm, chúng ta phải hiểu. Khi mà marketing thì chúng ta phải hiểu về cái kênh thì chúng ta khai thác nó mới hiệu quả được. Còn bản thân cái marketplace nó không có giới hạn về phạm vi, có nghĩa là chúng ta khi đăng lên trên đấy là chúng ta có cơ hội nhé, đứng về xét độ cái diện cơ hội đấy thì chúng ta có cơ hội tiếp cận được tất cả những người trên Việt Nam này, điều đấy là điều đương nhiên. Nhưng trên thực tế nhé, đấy là cơ hội, là cái vấn đề là lý thuyết, cái lý tưởng, đúng không ạ? Nếu như bạn biết chúng ta chuẩn SEO thì cái marketplace nó không có phạm vi giới hạn, có nghĩa là ví dụ như trong nhóm nhé, bạn là thành viên trong nhóm đấy, bạn mới nhìn nhìn được nhìn thấy các bài viết của những bạn trong nhóm đó đăng, đúng chưa? Còn marketplace là nếu mà chúng ta đăng lên trên đấy thì chúng ta có cơ hội tiếp cận với tất cả những người ở trên Việt Nam này đang sử dụng Facebook, thậm chí ở trên quốc tế, đúng không ạ? Ở trên Google, đúng không ạ? Nhưng nó khó ở chỗ là
không phải một mình chúng ta đăng bài mà nó rất rất là nhiều người đăng bài. Và bây giờ có AI của thuật toán của Facebook là gì ạ? Tất cả những cái người ấy mà đăng đăng bài lên trên đấy, dính từ mua vào bán ấy, thì nó sẽ đưa về trong cái marketplace đấy, nó theo theo cái định dạng về marketplace hết. Và đó là nơi tập trung những cái sản phẩm. Làm điều này để làm gì ạ? Để Facebook nó đưa các cái bài viết mà liên quan đến bán hàng về trên một nơi, nó gọi là chợ, market là chợ mà, đúng không ạ? Play là cái địa điểm này. Đấy, thì gì? Thì cái địa điểm chợ này nó gom hết tất cả những cái có từ là mua này, bán này, sale này, giá cả này, tiền bạc này, đơn vị tiền tệ này, đưa hết về trong một cái giao diện, đó là marketplace. Vì là do vậy á, cái tỷ lệ cạnh tranh của ta rất là cao. Còn đối với trong cái nhóm đấy, ví dụ như trong nhóm đấy là 20.000 người, thì chúng ta chỉ cần cạnh tranh với 20.000 người trong đấy. Nếu như mà 20.000 người đều bán hàng nhưng mà luôn luôn có tỷ lệ là gần như là nó 80-20, kiểu như trong nhóm đấy thì sẽ có 20% là người là những người đang kinh doanh, còn 80 là người ở trong đấy là những người có thể là tìm hiểu, có nhu cầu, luôn luôn là thế, đúng không? Chứ không có vào cái nhóm nào mà toàn người bán cả hay là toàn người mua cả. Thì nếu như mà vào trong cái nhóm đấy thì nó quá là lý tưởng đi, chắc chắn là sẽ có kiểu gì cũng có người bán và người mua thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cái số B mình cứ tính ra tỷ lệ thực tế là hiện tại Việt Nam bán mà có giấy phép kinh doanh rồi là tất cả luôn á, thì nó rơi vào khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 10 triệu người bán hàng. Thì lúc nào cũng tỷ lệ như vậy, Việt Nam là 100 triệu thì rơi vào khoảng tầm 1 phần 10 hoặc là 2 phần 10 đi, thì nó rơi vào khoảng 20 triệu người bán hàng đi. Thì ở trên Facebook cũng vậy, nếu như mà là 60 triệu người đã sử dụng Facebook thì là 2, đúng không? 26 là một, khoảng tầm 12 triệu người đang bán hàng, tầm như thế, gọi là bán hàng online đi. Do vậy thì cái tỷ lệ cạnh tranh ở trong nhóm ấy thì nó sẽ ít hơn. Tôi và bạn đang cùng tham gia nhóm, tôi và bạn đăng bài cùng một sản phẩm, đúng không ạ? Thì ở trong phạm vi nhóm đấy tôi và bạn là cạnh tranh với nhau, nhưng mà ít ra thì nó nằm trong một cái phạm vi nhất định đấy. Thứ hai là trong marketplace ấy, sau này nó mới ra cái market, đúng không ạ? Và bây giờ là các nick nào gần như là 80% các nick đều có marketplace. Nếu như mà không có chế độ đấy thì chúng ta sẽ nhắn tin cho shopbot hoặc là bán hàng một thời gian này nó sẽ xuất hiện cái công cụ này đấy. Đấy, thì sao ạ? Thì khi mà chúng ta đăng trên market thì chúng ta sẽ bị cạnh tranh rất là nhiều người, và làm sao để nó nổi lên thì chúng ta cần phải nó có một số yếu tố, nó về vấn đề đăng bài, về content, về hình ảnh đấy, về thẻ tag, về hạng mục, về vị trí. Thì về lý thuyết là chúng ta có thể tương tác tiếp cận với tất cả những cái khách hàng tiềm năng ở trên Facebook, đây là lợi thế đầu tiên. Nhưng mà cái thực tế là nó có vấn đề về target, vị trí. Ví dụ như là bạn tập trung vào vị trí, ví dụ như là Đà Lạt chẳng hạn, hay là Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, hay là Hà Nội chẳng hạn, thì những cái người ở trong cái phạm vi đấy người ta sẽ nhìn thấy, trước mắt là người ta sẽ nhìn thấy. Do vậy đấy, cái vấn đề này nó không khác thì chạy quảng cáo là mấy, tại vì chúng ta bỏ tiền ra để target vị trí mà. Có một số người bỏ tiền ra target vị trí, nên thành ra là anh em nào mà có shop offline ấy, sử dụng cái kênh marketplace nó vô cùng hiệu quả. Do vậy mấy ông hỏi là bây giờ bán bất động sản được không, đây là một kênh tiềm năng thực sự, đây là một kênh tiềm năng thực sự luôn á. Hai là anh em nào mà có cái shop offline như là kiểu là làm gara hay là làm cái shop về phụ kiện hay là các cái shop về bán hàng tạp hóa gì đấy mà bán lên trên này, tôi đóng khẳng định luôn là cái tỷ lệ đổ về cái kênh nhà bạn nó rất là lớn, tại vì nó tăng hết được phạm vi, và ngày nào chúng ta cũng đăng vào trong đấy thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái lượng khách hàng online hợp lý đấy. Thì để khai thác được tối đa thì chúng ta phải hiểu về kênh, đúng không ạ? Và cái vấn đề là bây giờ là ai cũng đăng thì bây giờ làm sao để chúng ta đạt hiệu quả, thì có hai cái: một là chúng ta đăng đúng hãng, hai là chúng ta đăng nhiều, đăng nhiều lên. Thì cái marketplace bình thường bản thân tôi thì sử dụng khoảng 2-3 nick thôi là đã ra đơn thoải mái rồi đấy, thoải mái. Trên trên đó là về cái inbox đấy, inbox rất nhiều, đúng không ạ? Ngày có thể tiếp đến cả trăm inbox, thật sự là như vậy đấy. Thì mình cảm thấy đây cái kênh tiềm năng, thì xíu nữa tôi sẽ hướng dẫn về cách cái công cụ để gì ạ, để khai thác cái nguồn traffic này, đúng không ạ? Đó là auto marketplace đấy. Thứ hai nữa là cái nguồn traffic mà nó hiệu quả, nhưng mà bù lại chúng ta phải có sự nghiên cứu. Một là chúng ta bán sản phẩm gì, hai là chúng ta
bán cho ai. Ba là cái vấn đề là chúng ta bây giờ tìm khách hàng tiềm năng ở đâu. Tôi đang nói đến cái nhóm, cái group, và có một cái tool đó là auto nhóm, auto group. Auto group có nghĩa tự động đăng bài vào trong nhóm. Thì đây là một cái kênh thật sự tuyệt vời, công cụ thật sự tuyệt vời, nếu như chúng ta hiểu chúng ta đang bán gì và chúng ta bán cho ai và khách hàng đó đang ở đâu. Nếu mà trả lời được ba câu này ấy, thì chúng ta sẽ kiếm được đúng cái nhóm, đúng không ạ? Không phải là chắc chắn 100% là sẽ có người tham gia, nhưng mà chúng ta sẽ bán được cái nhóm, bán vào trong cái nhóm mà có cái tỷ lệ mua hàng cực kỳ cao. Và xíu tôi sẽ bày cho mọi người cái tư duy về sử dụng cái nhóm để bán hàng, tại vì bản thân tôi chủ yếu đơn hàng từ nhóm thật sự ấy, trước khi mà chạy quảng cáo nhé. Và trong đây thì cái mùa bão này lên cam, rồi là các bạn mua gì ạ, clone hay mua via về để các bạn tạo BM, thì nếu như không có tút đấy, không có tút tạo ấy, thì nó sẽ chết BM ngay lập tức, hoặc là lên cam là chết, hoặc là ép thẻ là chết. Nó rất là tốn tạo, tốn tài nguyên, và chúng ta tốn thời gian, mà chúng ta cảm thấy bực mình. Thì người khác rất là gặp khó khăn. Thì gì ở trong trong đây tôi vẫn sống bình thường, tại vì tôi đang khai thác các cái kênh free traffic rất là hiệu quả. Cái việc mà chúng ta bơm tiền và chạy quảng cáo thì nó ok tốt thôi, nhưng mà nếu như biết cách khai thác cái này thì mọi người một ngày cũng kiếm được vài chục đơn là chuyện bình thường, đúng không ạ? Với một cái giá mức hợp lý, một cái giá cả hợp lý và cách tư vấn chiến lược tốt thì đơn hàng nó rất là ok. Nhưng mà bù lại là chúng ta cần phải sử dụng những cái công cụ để chúng ta khai thác cái nguồn tài nguyên miễn phí này, và nó có các cái kịch bản, đúng không ạ? Hôm trước tôi nói là anh em mình có cần cái kịch bản để triển khai trên marketplace không, đúng không ạ? Và rất nhiều anh em mình hỏi là cần bật mí, đúng không ạ? Thì trước khi mà triển khai đấy, thì vào trong hướng dẫn đấy, thì không biết là ở đây anh em nào đang sử dụng cái công cụ đấy ạ? Tôi tìm xem là có anh em nào đang sử dụng cái công cụ của admin không ạ? Hùng này cũng như nào em ơi, em có cái bạn nào là gọi là cực kỳ nhiều sale mà khi mà sử dụng cái tool này không em, để nói đến cái kết quả thực tế khi mà anh em mình triển khai, có anh em nào mà có cái cảm nhận không ạ? Anh em nào muốn nêu cái cảm nhận không ạ khi mà sử dụng cái tool này không ạ? À đây này, đây có Hảo Phạm này, đúng không? Rồi là có bạn Xuân này, có bạn Hùng này đang sử dụng công cụ của tool này. Anh em mình muốn nghe những cái lời chia sẻ khi mà sử dụng không ạ? Vậy trước khi mà tôi dẫn nhé, tôi sẽ mời một số bạn lên trên đây nói chuyện tí. Hảo có online không ạ? Bạn Hảo có online không? Và đây là gần như là một best seller trong trong cái group của mình đấy. Ok, nếu mà online thì có online. Ok. Vậy bây giờ Thảo chia sẻ cái kinh nghiệm làm nhé. Hai nữa là cái bây giờ bạn đang làm gì này, rồi là sử dụng tool như thế nào, công cụ như thế nào, rồi là các cái cách thức mà bạn đang triển khai như thế nào nhé. Thì chia sẻ cho mọi người được được rõ hơn về cái kinh nghiệm. Đúng không? Để tôi tìm một số bạn nhé, nhiều đơn lắm, nên mời đây nói chuyện. Ok, bây giờ chia sẻ nhé. Ok, để mở cái Zoom có thể là chia sẻ thì sẽ xem màn hình, hoặc là nói thì mọi người có thích xem màn hình thì là mình sẽ share cái kết quả của mình lên màn hình luôn á. Zoom chờ một xíu nhé. Mình xin chào tất cả các bạn, mình là Hảo Phạm, và tính đến thời điểm hiện tại thì đã theo cái nghiệp drop này được 8 tháng. Còn 8 tháng ấy, nó là từ cái hồi mà tháng 3, từ cái hồi tháng 3 mà đang dịch ấy. Không share được màn hình. Từ hồi tháng 3 mà đang dịch là mình bắt đầu mình ở nhà và mình làm cái công việc drop này. Bắt đầu từ cái bước đi đầu tiên là giống như các bạn đó, là không biết làm. Cái ngày đó chưa biết cái kênh marketplace, marketing là gì, mà chỉ biết mỗi là có cái fanpage và chạy quảng cáo ấy. Thực ra kiếm được cái chạy quảng cáo không
có, mà chỉ là xem YouTube với cả đi học một cái khóa cơ bản để mà biết cách chạy quảng cáo thôi. Xong về lên Cam chạy quảng cáo thì nó cũng ra đơn, sau đó thì nó bị bóp, rig bóp inbox đó. Thì là lúc đó mới không có kết quả nữa. Thì trước khi mà không chạy quảng cáo, không có đơn nữa thì bắt đầu là dừng, không có kinh doanh buôn bán gì hết, mà tập trung làm việc công ty thôi, là một kỹ sư đơn thuần bình thường thôi. Xong là sau đó thì lại đến cái giai đoạn dịch, thì công việc của mình nó bị cắt giảm về lương. Cắt giảm về lương thì lúc đó lại muốn mày mò buôn bán online, gọi là kiếm thêm thôi. Thì lang thang thì thấy có anh bạn bảo là muốn kiếm thêm thì làm drop cũng được ấy chị. Anh thấy bọn nó làm drop trên Shopee nhiều. Thì đó là cái cơ duyên mà mình được gặp và làm việc với Fori. Và trước khi mà làm việc với Fori thì không biết bán hàng qua page hay là qua marketplace hay là gì đâu. Thì vào đó có một bạn ấy, ngày đó bạn ấy cũng bán là best seller đấy, bạn tên là bạn Thương. Thì bạn ấy chỉ cho mình là marketplace, là vào team để học hỏi các thứ, các tool mấy cả các cách để làm marketplace đó. Thì bắt đầu là mình làm chăm chỉ, và được cái là mình cũng có kinh nghiệm về tư vấn về bán hàng rồi, nên là mình chốt đơn nó khá là tốt. Ngày đó tương tác nó cao vì nick mới, nên là thường thì một ngày sẽ được từ 4 đến 6 đơn ví gì đó, và được mọi người gọi cho là hảo ví. Đó, đó là cái việc mà khi mà mình còn làm thủ công á. Và cái khi mà mình làm thủ công và được nhiều đơn như thế thì mình bắt đầu thấy thích và thấy đam mê. Thì mình học hỏi nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn thì sau đó là cứ gắn bó với Fori, càng ngày càng học nhiều, làm nhiều. Đến thời điểm bây giờ thì đã nhiều việc đến mức mà cần phải có sự trợ giúp của tool và có nhân viên. Thì mục đích mà hôm nay mà admin bảo là muốn mình chia sẻ cảm nhận về tool thôi đúng không? Thì cảm nhận về tool á, hiện tại bây giờ mình đang dùng cho cái công việc kinh doanh của mình, đó là tool Auto Marketplace và cái Auto Group. Mà cái mà mình cảm nhận được xuất sắc nhất và nó mang đến nhiều doanh số trong cái thời điểm hiện tại nhất, vì cái Auto Group thì nó mới, mình mới đang khai thác, thì là cái Auto Marketplace. Thì cái Auto Marketplace á, nó trong cái thời gian mà mình dùng trước đây là mình làm, mà mình bảo là được tầm mấy đơn ví một ngày á. Khi mà mình OK, mọi người nghe được không ạ? Hôm nay là không phải nhân vật chính lên Zoom nên là xấu gái hơn mọi hôm khi mà Zoom cho các bạn. Thì mình hiện tại bây giờ là đang dùng tool cho cái công việc kinh doanh của mình, vì mình cảm nhận, mình là người mà cảm nhận được mạnh mẽ nhất cái hiệu quả của marketplace. Vì từ tháng 3 đến tận tháng 9 là không có tool gì cả, vì ngày đấy tool chưa ra đời mà mình làm tay hết á. Thì bản thân mình làm tay nó đã ra một cái doanh số rất là ổn. Làm tay tức là mình đang bằng tay đang thủ công thì mình chỉ làm được tầm 2 nick thôi. Một cái nick của mình và một cái nick em gái mình cho là 2 nick. Và cứ sáng ra trước khi đi làm á, tầm 7 giờ là được chồng đèo đi làm á, thì ngồi trên xe máy là sẽ đăng bài. Đến đăng bài này, xong nếu có khách thì chốt. Đến tầm trưa, nghỉ ăn trưa á, thì ăn trưa xong là cũng sẽ đăng bài. Đến tối khi mà cho con ăn cái tầm 7 rưỡi á, vì nhà mình ăn cơm muộn, như vừa nãy là rửa bát xong mới lên Zoom luôn á. Thì lúc mà cho con ăn và chờ mọi người tắm để ăn cơm á, là mình cũng lại đăng bài. Thì đăng bài vào 3 ca như thế thủ công á, thì chỉ được 2 nick thôi. Và mình chốt đơn, mình có những cái, mình đã sưu tầm được các cái cách để mà trả lời khách nhanh á, để không tốn nhiều thời gian á. Ví dụ như bạn gõ từng chữ bằng điện thoại là: chào anh ạ, chào chị ạ, cái ví này của em còn, anh chị thích màu nào, hay là báo giá các thứ, thì mình sẽ rất là lâu. Nếu mình nhiều inbox thì mình nghĩ ra được cái cách là chỉ cần viết một chữ A thôi là nó ra được hẳn một câu là: chào anh ạ, anh muốn mua ví màu nào chẳng hạn á. Viết một chữ G thôi là ra giá để chốt á. Thì mình cũng nghĩ được cách, nhưng mà mình chưa nghĩ được cái cách nào để mà đăng được marketplace thay cho cái việc mà mình cứ phải đăng tay hay là làm ảnh bằng tay á. Thì đến tầm tháng 9 mình có bảo quyết là, tức là trước khi mà ra cái tool Auto Market
Blade của Fury á, là mình có đi xin ở trên mạng các cái tool của các bên khác rồi. Có, vì mình biết được là nếu mà mình làm công nghiệp nó lên chắc chắn nó sẽ nhiều, vì hiện tại mình chỉ làm có 2 nick mà nó đã được như thế rồi. Đã được doanh số hàng 10 triệu một tháng rồi, được gọi là best seller các thứ đó, thì cái đó nó chỉ là làm thêm bán thời gian thôi và làm thủ công thôi. Mình muốn nó nhanh hơn thì mình có tâm sự với Quyết là đang đi xin cái tool Auto Marketplace của bên ATP Software này. Nhưng mà dùng lỗi quá không dùng được. Hôm nay thì xong là thấy cái ông Chí Sting á, các bạn thường lên mạng gõ Chí Sting đầu chọc á là sẽ ra đó. Thì có inbox cái ông đó, ông có một cái video chia sẻ về cái tool Auto Market. Có inbox xin mà nó không hỗ trợ mình, họ cho cái link ở YouTube nó không dùng được. Thì inbox hỗ trợ xin bản update và họ không có cho, tức là họ cứ ừ thôi nhưng mà không xin được. Thì còn bị đợt đấy còn tính là làm Shopee nên là còn phải mua một cái decom giá 500.000 của ông đó để ông ấy nghĩ mình là khách hàng, ông ấy support, ông ấy sẽ cho mình dùng thử cái tool miễn phí đó. Nhưng mà hóa ra là nó là những cái bản mà họ làm miễn phí tung ra để câu khách thôi chứ nó không có dùng được. Thì đó là trong cái quá trình mà mình đi tìm cái công cụ mà để mình phải thực hiện hóa cái mà mình thấy là nó là cơ hội, tức là marketplace đó, vì mình đã bán và thấy nó rất là cơ hội mình đi tìm. Thì sau đó là rất may là Fori, ngay chính cái team của mình là đã phát triển được cái tool đó, thì mình là người dùng tool gần như đầu tiên luôn, tức là chỉ sau Quyết Đảo thôi á, mình là người mà dùng tool đầu tiên luôn, và mình dùng luôn một gói 6 tháng vì mình biết là hiệu quả của nó đến mức nào và mình không bao giờ mua một tháng một cho nó đắt, thì mình dùng 6 tháng. Thì khi mà mình dùng 6 tháng á thì mình sẽ mình mua luôn nick, mình làm đang từ 2 nick mình làm nên bây giờ là hiện tại bây giờ là 15 nick. Mình sẽ cho các bạn xem cái màn hình của mình á. Để mình xem cái nút share màn hình ở chỗ nào nhỉ? Quên rồi, có nút share màn hình không ấy nhỉ? Có nút share mà bấm vào share được không? Đã biết bấm ở chỗ nào. Rồi để xem nào. Để mình xem nào. Bình thường mình zoom thì mình sẽ có. Đó thì tức là hiện tại bây giờ đang dùng là 12 đến 15 nick và cắm tool cho nó chạy. Và thực ra là mình không phải là có một tool mà mình có hai máy. Mình có một cái máy cây và một cái lab, và mình có nhân viên mà, nên là mình dùng cái máy cây của mình là dùng bản tool Automarket Premium, còn cái máy lab của mình là dùng Automarket cũ. Thì mình theo tính toán của mình thì nó không bằng một tuần ngày xưa mình trẻ, cho nên là đầu tư cho 6 tháng thì nó là chuyện bình thường, nên là mình đầu tư thôi. Thì khi mà dùng tool á, cái hiệu quả nó nhanh hơn ở chỗ là mình không mất nhiều công như ngày trước, không phải sáng tranh thủ, trưa tranh thủ, tối tranh thủ nữa, mà là mình chỉ cần ấn một cái click thôi. Vừa nãy mình cũng ấn một cái click đi ăn cơm và rửa bát xong lên Zoom cùng các bạn này, thì nó đã đăng được rất là nhiều bài ở trên đây rồi. Muốn xem màn hình cho các bạn cảm nhận được cái mà mình đang làm và cảm nhận á, nhưng mà không biết xem ở chỗ nào nữa. Thì inbox bây giờ nhá, bây muốn xem màn hình ấy, thì cái bản thân là cái lúc mà cài đặt ở trên bản web ấy là không bật cái xe rồi, hình như là bị lỗi. Thì xíu là admin xem lại, bây giờ xe cái quyền quản trị qua nhé. Thì xíu nữa zoom xong á thì sẽ xe ngược cái quyền quản trị qua bên này là được. Được không? À, thế thì lại phải dậy xe quyền quản trị. Tại vì bên này không biết là cài đặt làm sao. Đó thì hiện tại bây giờ là cứ đăng như vậy và chốt đơn thôi. Và inbox về thì mình vẫn phải lên công ty làm mà, nên có những lúc mà inbox về mình cũng không quản lý được. Mình có một cái điện thoại đó đây, mình có một cái điện thoại như thế này để mình quản lý inbox của mình về, vì không thể cầm máy tính lên công ty được. Lên công ty mình làm cho người ta, mình phải dùng máy tính của người ta chứ. Thì mình sẽ có một cái điện thoại như thế này, thì mình đăng bằng máy tính ở nhà thôi, tức là sáng ra mình bật tool hay các thứ gì đó, mình chịu khó mình dậy sớm mình setup cho nó thôi, xong là mình sẽ cầm cái điện thoại này đi làm theo. Và khi mình cầm cái điện thoại này đi làm theo á thì mình sẽ chốt đơn cho xem thử nhá. Ừ. xe hot rồi. Ơi tí phải dậy xe hot lại. À đây. Đó, xe screen rồi đấy.
Thì đây là cái màn hình của mình. Mình là một người mà tính nó cũng không gọn gàng lắm nên nó hơi lộn xộn, nhưng mà đại khái mình đang làm ngân đê nick này. Thì trong cái ngân đê nick của mình á, ngoài ra thì nó còn có một cái folder trong đây, nó cũng có nhiều nick này. Thì mình đang làm, các bạn nhìn thấy ở hàng dưới này không? Từng nick một này. Đó, đang làm cả mấy cái Shopee nữa. Thì hàng đăng nó sẽ, đây là những cái bài mà tool nó vừa đăng, đang xem xét ở một cái nick nào đó. Và đây là inbox của nó. Đấy. Inbox của một nick chẳng hạn thì nó có rất là nhiều nick. Và tại vì cái lab này là mình dùng phiên bản cũ, tức là tool phiên bản cũ, cho nên là không được gom tin nhắn vào một chỗ. Đây, khách nhắn tin đang chốt đơn này. Thì rất là nhiều nick, và nick nào nó cũng sẽ có inbox các thứ. Và có, thì từ cái việc mà có inbox thì nó có đơn là chuyện bình thường thôi. Nó sẽ ra tỷ lệ chuyển đổi trong online. Đúng không? Và đây là cái tool mà mình đang đăng này. Đó, thì cái này là phiên bản cũ, các bạn bây giờ khuyến cáo là dùng phiên bản mới. Cái này mình mua đầu tiên mà, nên là nó là bản cũ và mình cũng không muốn update nó lên, vì mình có cách quản lý tin nhắn trên đây rồi nên là mình lười update nó lên, phải thêm tiền. Nhưng mà hiện tại là bây giờ đây này, vừa đăng rất là nhiều bài về túi sách, sáng thì trưa nay đăng dây lưng da này, thì mình sẽ bán được rất là nhiều thứ, không phải chỉ là túi. Đó. Ở phần dưới này nó thể hiện kết quả đăng. Thì ví dụ sáng nay là mình copy cái content vào đây, copy tiêu đề vào đây, và mình copy ảnh, sau đó mình thêm cookie và mình xem số bài đăng, mình ấn chữ đăng thôi. Và mình đi rửa bát, đi nấu cơm gì đó, hay là đi làm việc khác. Làm việc khác của mình, ví dụ như mình đang xây cái Shopee ở đây này, thì mình sẽ là mình lên mình xây cái shop này của mình. Mình kệ market nó chạy thôi, có đơn về thì mình mới làm. Cái Shopee này là chiều nay đang làm nên này, up tay toàn bộ này. Bạn thấy không? Tức là khi mà mình cảm nhận được là nó giải phóng được, gọi là giải phóng sức lao động á. Giải phóng sức lao động, tiết kiệm thời gian. Thì đó là cái mà mình cảm nhận được nhất từ tool. Còn cái việc mà hiệu quả nó ra hay không á, thì mình sẽ cho các bạn xem một cái này. Đây là một cái mà mình đang thật sự là đang chạy ad, nhưng mà mình chạy cho bạn mình. Thì các bạn sẽ thấy được là cái lượng tin nhắn ở đây nhá. Cái lượng tin nhắn của mình từ một cái nick này thôi chẳng hạn. Các bạn thấy không? Nó cứ liên tục một ngày á. Ví dụ như ngày hôm qua thì rất là nhiều tin nhắn luôn á. 12 giờ rồi này. Nó có những cái ngày nó rất là nhiều tin nhắn ở cái nick này, hoặc là như cái nick này. Cái nick nào nhỉ? Nick quanh này này. Đó. Tin nhắn trong ngày hôm nay thì mình gom nhiều nick lại. Ví dụ mình cứ có 10, 20 cái nick như thế này thì nó sẽ là hàng trăm tin nhắn một ngày, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình không phải là dùng marketplace mà mình chạy tool 100.000 một ngày. Đây. Ở đây có mình đang chạy một cái trang này, là trang của bạn mình bán quần áo trẻ con. Cái trang này là trang của bạn mình bán quần áo trẻ con này. Và đây là cái hộp thư của nó có 3 tin nhắn mới, nó chưa đọc nên là mình cũng không muốn vào đọc, sợ là nó sẽ bị mất lag, mất tin nhắn á, nó không nhớ có tin nhắn chốt đơn của nó. Nhưng mà mình cho các bạn xem cái quản lý quảng cáo của mình để các bạn biết được là cái giá trị mà mình có được từ cái tool này á, mà mình cảm nhận được á, nó lớn như thế nào. Nó là thực tế, và chỉ có người nào mà đã kinh doanh và chạy ad rồi á, thì sẽ cảm nhận được. Còn với những bạn mới thì các bạn chỉ cần biết là nó là một cái hiệu quả để mình tối ưu để ra được doanh số thôi. Đúng không? Cho xem thực tế cái giá của cái số tin nhắn mà mình vào được ạ. Đây này, có một cái cam đang hoạt động nhá. Cái cam đang hoạt động chạy quần áo trẻ con này. Và nó được 110 tin nhắn này. Và cái chi phí trên mỗi kết quả là 16.000 này. Tức là chi phí trên mỗi tin nhắn là 16.203 đồng. Và đã chi tiêu hết 1.700.000. Tức là cái cam này lên được 17 hôm rồi. Mình chuẩn bị lên cam mới rồi, nhưng đợt này Facebook nó đang hạn chế lên cam ấy, cả nó đang hạn chế quyền quảng cáo ấy. Rất là khó để lên cam mới cho bạn. Và mình không thể ngừng chạy quảng cáo cho nó được, vì cứ hôm nào mà mình cái quảng cáo nó có vấn đề mình định tắt đi để lên cam mới ấy, là nó đã nhắn tin hỏi là sao hôm nay tao không có tin nhắn rồi. Thật, nó là sự thật luôn á. Cho các bạn xem cái tin nhắn của bạn mình. Tức là một người không có kiến thức nhưng mà muốn bán hàng thì nó sẽ bị vướng như thế.
và mình chỉ cho nó làm marketplace nhưng mà nó quá lười luôn vì nó đang mang bầu và nó không muốn làm, nó chỉ muốn ăn sẵn thôi á, thì cái giá phải trả nó sẽ rất là lớn. Lớn là mất tiền ấy. Mất tiền 100.000 một ngày chỉ được 7 inbox thôi và chốt được 1-2 đơn thôi, nhưng mà lỡ ôm hàng về rồi không bán thì biết làm sao, đúng không? Đợi một chút để loát tin nhắn, tức là để chứng minh cho cái việc là đây là mình bảo nó làm market đi thì nó bảo đăng bài mất thời gian lắm, toàn bị định vị và vị trí cũ loanh quanh mấy cái ảnh đấy. Ý nó là đăng bài mình chỉ cho nó làm cách hiệu quả rồi nhưng nó không muốn làm. Thì bây giờ các bạn mà không có thời gian, các bạn dùng tool thôi. Mình chỉ nó dùng tool rồi nó cũng lười luôn á. Thì các bạn thấy này, cứ quảng cáo có vấn đề một cái là lại này, cài lại quảng cáo chưa, cả ngày chả có con gà nào, đúng không? Cái market kia đăng có hai đứa vào hỏi, đúng không? Vừa dậy đăng một cái đăng có hai đứa vào hỏi mà còn kêu. Đây, quảng cáo có vấn đề một cái là cứ từ sáng đến giờ không đứa nào hỏi đó. Và quảng cáo của nó hiện tại bây giờ là nó không dám chi nhiều tiền nhá. Những người mà có tiền á, và có kiến thức nó khác, nhưng mà đã không có tiền, không có kiến thức mà muốn kiếm tiền á, những cái suy nghĩ dễ dàng nó rất khó. Một ngày mình bảo tăng ngân sách lên sẽ nhiều tiền, nhưng mà cũng không tăng ngân sách, chỉ cho mình chạy có 100.000 một ngày thôi, nhưng mà cứ đòi được nhiều đơn, mà bảo làm tay thì không làm, đó là vấn đề nhá. Thì tùy các mình chia sẻ thêm thôi, là cái mà mình tự mình cảm nhận được, mình so sánh được từ cái việc mà mình dùng tool á, từ việc mình làm marketplace với việc mà mình đã từng chạy quảng cáo cho page của mình và chạy quảng cáo cho page của bạn mình, đúng không ạ? Thì trước đây mình có một cái page và mình chạy quảng cáo, mình cũng bán hàng ổn chứ. Đây này, page của mình 10,000+ like chứ đâu ít đó. Đó, các bạn có thể xem cái page này của mình, nó loanh quanh đâu tầm 11.000 like á. Đây, chính là page này của mình này. Đây, 10.084 người theo dõi, 10.000 like. Và đang có hộp thư bình luận các thứ này. Đây, đây là cái page của mình nhá. Thì trước đây mình chạy quảng cáo rồi, và mình chạy quảng cáo cho bạn mình rồi. Nên là mình hiểu được cái tác dụng của cái tool này mang lại. Nên là mình chẳng tiếc gì tiền luôn. Mình mua một phát 2 key, mình để 2 máy. Thực ra 10 nick hay 20 nick, người ta chỉ cần dùng 1 key là được, mình chơi 2 key luôn. Có gì đâu mà phải lăn tăn, đúng không? So với chạy quảng cáo 100.000 một ngày, một tháng là hết cái số tiền đó luôn. Và doanh số thì các bạn không cần phải hỏi về doanh số của mình nữa, đúng không? Doanh số của mình thì các bạn là người mà được thấy mình sâu suốt ngày luôn á. Giao hàng tiết kiệm của mình đây này. Không có gì đâu. Thì tại vì hôm nay vui thì chia sẻ hết kết quả thôi. Tại vì cùng là chia sẻ thôi á, mình cũng không lan tăn gì. Các bạn mà có câu hỏi gì sau này về quá trình dùng tool hay về thuyết đơn, ok nhá, thì mình chia sẻ vậy thôi á. Các bạn mà có câu hỏi gì thì bật mic hoặc là chat. Bây giờ mình sẽ tắt mic để nhường lại cho Quyết làm việc, vì em bé nhà mình nó lên hơi ồn rồi. Cái cảm nhận của mình về tool nó chỉ có hai từ thôi, nó là tuyệt vời và quá rẻ. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Ok, cảm ơn Hảo đã chia sẻ nhé. Và thực sự thì đây là một bạn mà bestseller, đúng không? Thì bestseller trong cái thời gian ra hiện tại thì trong Forex còn nhiều nữa, đặc biệt là Huyền Trang, đúng không ạ? Em có thể nhìn xem kết quả sâu nó rất là khủng khiếp. Thì cái cách làm thì cũng như vậy, đúng không ạ? Anh em mình nghe rõ không ạ? Xe quyền quản trị lại như thế nào ấy nhỉ? Rồi xe rồi nhá, nhận rồi, admin nhận lại rồi. Nhận lại rồi à? Vậy là không cần phải action gì nữa, chỉ ngồi nghe thôi, đúng không? Đúng rồi. Cảm ơn. Tắt màn đi là được. Rồi, ok. Vậy mình cảm thấy kết quả của Hảo như thế nào ạ? Anh mình cho admin cái cảm nhận xem nào ạ.
em mình cảm nhận được cái kết quả và cái khả năng của Hảo nó có tuyệt vời không ạ? Nói chung là một người phụ nữ nhá, một người con gái nhá, nên ra là làm văn phòng, mẹ bỉm sữa đúng không ạ? Văn phòng, biết chạy quảng cáo, biết làm hình ảnh, biết chạy tool đúng không ạ? Đây là một doanh nhân 4.0 thực sự đấy, đúng không? Không phải là đơn giản đúng không nào? Và anh em mình ở trong đó tôi thấy, tôi không khẳng định luôn là rất là nhiều anh em mình chưa chắc đã bằng Hảo đâu á. Đấy, nên ra là nó anh em mình cần phải cố gắng rất là nhiều. Thì đang là nếu như anh em mình đã chạy quảng cáo rồi ấy, thì đây là một cái nguồn traffic free miễn phí hiệu quả nhất, và bản thân admin là như vậy, vừa xong đã phân tích rất là rõ rồi. Cái hiệu quả ở đây thì nó vô cùng lớn. Đấy thì việc mà chúng ta sử dụng nhiều nick hơn và chúng ta có nhiều kết quả hơn là điều đương nhiên rồi. Quan trọng là khi mà sử dụng tool đấy, sự khác biệt giữa hai người sử dụng tool đấy, là mình, một là mình có dám thử thách hay không thôi. Vì một đấy nhá, là nếu như mà anh em mình chạy quảng cáo có thể bỏ 10-20 triệu ra để chạy quảng cáo, nhưng mà tôi nói thật ra đấy, nếu như mà về cái mức độ thành công đấy, thì bây giờ 10 người chạy quảng cáo thì có hai thằng được, một thằng hòa với một thằng lờ một tí. Tại vì càng về sau thì giá mess càng lên, hoặc là tỷ lệ chuyển đổi càng cao đúng không ạ, càng tỷ lệ chuyển đổi càng thấp mà cái giá chạy càng cao lên, rất là khủng đấy. Nên cái việc mà sử dụng tool này anh em mình triển khai á, khi mà anh mình vào trong cái bản trả phí á, sẽ có cái cách, một là làm sao để đăng được nhiều nick trên một máy tính, trên một thiết bị, hai nữa là sẽ có cái chỉ dẫn về làm sao đấy để clone, để đăng nhập được nhiều cái nick trên một thiết bị máy. Đúng không ạ? Vừa xong là cảm ơn cái phần chia sẻ rất là nhiệt tình của Hảo. Và đây là một trong những bạn bán hàng rất là tốt trong Fori, cũng giống như là Mốt. Đúng không ạ? Học của admin rất là nhiều từ vấn đề về hình ảnh, content đúng không ạ? Tư duy rồi là mọi thứ. Tất cả luôn, tại vì 8 tháng mà 8 tháng theo nên là cái kết quả đấy là điều đương nhiên rồi, cả học chạy quảng cáo nữa của bạn rất là nhiệt tình, nói là mua máy đi để làm, mua máy đúng không ạ, nói là mua cái công cụ này công cụ kia đi để làm mua thôi. Sau nhiều khi mình cũng cảm thấy là bất ngờ, tại sao mà tin admin quá vậy, và đơn giản là nó hiệu quả. Thì khi mà triển khai đây thì 1 tháng bạn ấy khoảng 1.000 đô đúng không ạ, khoảng hơn 1.000 đô. Đang làm kỹ sư Nhật thì lương cũng 1.000 đô, thì cái nghề tay trái thôi, nhưng mà lại bằng có khi bây giờ là hơn tiền lương luôn rồi đấy. Nên ra là việc Hảo chia sẻ rất là nhiệt tình thôi, nhiều khi mà nhiệt tình quá đến nỗi mà các bạn ở trong nhóm cảm giác bảo là có phải support của admin không. Không, trong Fori các bạn support không có vào trong đấy để làm chim mồi, mà tất cả những cái kết quả đấy là thực tế hết đúng không? Và bình thường cái màn hình nó là như vậy đấy, rất là nhiều app đúng không ạ, rất là nhiều nick, làm rất là nhiều vấn đề và học rất là nhiều vấn đề từ Facebook marketing, từ thương mại điện tử đến website. Hảo có website nhé, Phạm Thu Hảo đấy. Thì rồi chạy quảng cáo trong Stories có học đúng không ạ, có hướng dẫn nhất. Cái chi phí làm khi bạn mua 1 tháng thì là 699k, còn mua 6 tháng cũng rất là rẻ thôi đấy. 3 tháng thì là hơn 1 triệu đúng không? Hơn 1 triệu rưỡi một tí. Ok, có một câu hỏi của bạn là cái vị trí nó có cái tác dụng như thế nào. Bản thân á, cái vị trí nó là điều cực kỳ quan trọng, tại vì anh em mình hình dung rồi, khi mà một cái vị trí á, nó phù hợp nó sẽ tạo ra chuyển đổi. Tại vì sao? Tại vì một ấy, bản thân tất cả mọi sản phẩm nó có các cái thuộc tính, mọi người hình dung không ạ? Ví dụ như hiện tại ấy, anh em mình ở miền Bắc ấy, thì đang rất là lạnh, còn anh em ở miền Nam thì đang rất là nóng. Nên thành ra nếu như mình không hiểu về địa điểm ấy, và mình cứ đăng bài bán áo ấm ấy, bán áo lạnh ấy, có nghĩa là bán áo khoác ấy, hay là bán áo khoác, bán áo ấm, nói chung bán áo ấm nhé, vào trong cái xứ nóng ấy,
thì cả ngày thôi chúng ta đang rất ít người hỏi, và chúng ta cho rằng ở cái tool này không hiệu quả, chạy quảng cáo không hiệu quả, tại vì chúng ta không hiểu vấn đề về vị trí. Tại vì vị trí nó liên quan đến vấn đề địa lý, được chưa? Và anh em hãy mở lại cái sách địa lý lớp 12, đúng không ạ? Mua cái cuốn Atlas về để học, và học về tìm hiểu về địa lý đấy. Trước khi mà mình học cấp 3 ấy, cấp 2 mình chẳng hiểu là môn địa lý có ý nghĩa gì. Nhưng mà sau này khi mà làm kinh tế thì mình cảm thấy nó có, đó là một vấn đề chiến lược luôn trong vấn đề làm ăn luôn. Nếu mà anh em mình bây giờ đang làm bất động sản thì cái vị trí nó là điều kinh khủng khiếp, đúng không ạ? Cũng là một số lượng tiền đấy mà mình mua một cái vị trí mà ở trong xa thành phố ấy, thì nó sẽ khác. Vị trí mà nó ở gần thành phố hay là trung tâm thành phố thì nó sẽ khác, đúng không ạ? Có rất là nhiều cái tư duy. Và vị trí nó có ý nghĩa như thế này này. Đối với anh em mình bán cái sản phẩm có đáng tính đặc thù chẳng hạn, và bản thân sản phẩm nào có tính đặc thù, như là cái bản thân là chúng ta bán các đồ gia dụng đi chẳng hạn, thì chúng ta nên target vào những cái vùng quê, vùng bình thường thì sẽ bán được rất là nhiều. Còn nếu chúng ta tại thành phố thì chưa bán được nhiều, tại vì quá nhiều tiện ích rồi, và người ta cũng chưa chắc là có nhu cầu về mấy cái vấn đề đấy, quá nhiều và dư thừa, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta bán các đồ về tiêu dùng chẳng hạn, hoặc là đồ ăn chẳng hạn, thì chúng ta target vào những cái thành phố lớn, đúng không ạ? Nhu cầu nó rất là cao, tại vì nhu cầu ăn uống mà, và cảm thấy hợp lý người ta sẽ mua. Và vị trí địa lý nó quyết định điều này. Còn nếu mà chúng ta bán đồ ăn vào trong miền quê thì khả năng là chúng ta sẽ bán được rất là thấp. Và khi mà bán sản phẩm thì chúng ta phải gì ạ? Như là đánh giặc đấy. Do vậy là thương trường là chiến trường ở đoạn này, có nghĩa là biết mình ấy, biết người ấy, là trăm trận trăm thắng. Có nghĩa là chúng ta biết chúng ta đang bán gì, đúng không ạ? Và bán cho ai, và họ đang ở đâu, và ở trên cái kênh khi mà chạy hay là làm marketplace ấy, hay là bán bất cứ thứ gì, nó có điều quan trọng như thế này này. Một là vị trí đấy nó chứa cái tệp khách hàng như thế nào, chứa phân khúc khách hàng như thế nào. Ví dụ như chúng ta bán đồ cao cấp chẳng hạn, chúng ta phải cứ đè các cái thành phố trực thuộc trung ương, thành phố lớn nào mà mình chúng ta target, đúng không ạ? Còn chúng ta bán đồ gia dụng bình thường cơ bản, đồ tiêu dùng ấy, thì chúng ta bán ở bất kỳ đâu, nó không có vấn đề về, nó không có vấn đề về vùng miền. Hay là chúng ta bán về các vấn đề về nó có liên quan đến về giá trị, về cao cấp chẳng hạn. Đấy, thì gì? Chúng ta phải target vào những cái thành phố lớn. Còn không thì chúng ta rất là khó để chuyển đổi. Hay chúng ta bán được vấn đề về có tính thuộc tính, về tính chất như là lạnh, nóng, đúng không ạ? Theo mùa, bây giờ đang là mùa đông ở ngoài Hà Nội, đúng không ạ? Rất lạnh. Thì chúng ta bán áo thun ở ngoài đấy thì nó khá là không khả thi, đúng không ạ? Mà chúng ta bán hoodie này, chúng ta là bán áo khoác này, nó sẽ hợp lý, đúng không? Nhưng mà bán ở miền Nam mà chúng ta bán thì nó lại hiệu suất không cao bằng. Ví dụ như vậy thì chúng ta phải hiểu về sản phẩm của chúng ta, và cái lời khuyên là như thế này này, cái marketplace nó là một kênh thôi, nhưng mà tôi khẳng định luôn là đó một kênh nó mang lại cái nguồn traffic lớn nhất. Đầu tiên là xét đến yếu tố tố ra đơn hàng. Bây giờ chúng ta quay ngược lại vấn đề, bây giờ anh em mình phải hiểu về kinh doanh ha. Và bây giờ làm sao để có gì ạ? Để có đơn hàng thì mọi người phải hiểu cho admin là nó có một cái thuật ngữ gọi là tỷ lệ chuyển đổi. Và tỷ lệ chuyển đổi là gì? Tỷ lệ chuyển đổi là số lượng người tiếp cận và tương tác đấy, hỏi sản phẩm của chúng ta để tạo ra được một đơn hàng. Thì cái số lượng người tiếp cận này, đúng không ạ? Nó là traffic, và nó là có tỷ lệ thuận. Càng nhiều người tiếp cận, đúng không ạ? Càng nhiều người hỏi thì sẽ có càng nhiều đơn hàng được xuất hiện, đúng chưa nào? Thì cái nguồn traffic là điều quan trọng nhất. Và bây giờ chúng ta phải hiểu cái vấn đề về traffic này thì chúng ta tận dụng mới tốt được. Xíu nữa tôi sẽ giới thiệu cho mình một cái cách nữa để mình triển khai, và anh em làm một kết hợp cả hai thì nó tạo ra một cái hiệu ứng tuyệt vời. Còn chạy quảng cáo làm gì, chúng ta băm, đúng không ạ? Và làm thôi, chỉ cần triển khai làm đến khi thành công, đúng không ạ? Còn khi mà kinh doanh thì nếu như anh em mình đang kinh doanh sản phẩm rồi nhá, đã ôm hàng rồi ấy, thì chúng ta nên sử dụng công cụ để chúng ta khai thác. Còn nếu mà anh em mình mà chưa triển khai ấy, về kinh doanh và ôm hàng ấy, thì chúng ta hãy làm dropship ấy, đúng không ạ? Bán hàng không qua khu vận chuyển. Nếu như mà anh em muốn làm cái này ấy, thì vào trong Fulfillment Center, đúng không ạ? Vào trong Fulfillment Center, ở trong đây nó có 11 ngách và toàn ngách hot thôi, và tỷ lệ lãi rất là cao, đúng không ạ? Giá rất là thấp, thoải mái bao lãi cho anh em mình để làm dropship, không cần phải ôm hàng gì hết. Chúng ta tập trung vào một cái thôi là gì ạ? Là
tập trung vào marketing thôi. Đấy, thì khi mà triển khai đấy, chúng ta phải hiểu là về sản phẩm của mình, về đối tượng mà chúng ta muốn nhắm tới, đó là đối tượng khách nào, đúng không ạ? Họ thường ở đâu? Họ thường ở đâu? Thì cái marketplace nó sẽ đăng cho mình rất là nhiều nick một lúc, đúng không ạ? Cùng một thời gian đấy chúng ta sẽ đăng tay rất là lâu bằng máy thì đúng không ạ? Rất là chuẩn. Cái vấn đề map đúng không ạ? Thì anh em mình mà muốn xem hướng dẫn đấy thì sẽ share cho mình cái cách thức như thế này. Đây, ví dụ như là anh mình muốn anh mình vào trong cái foresoftware.com và đường link foresoftware.com nhé. Sau đó là vào trong phần blog và anh mình đây này, anh mình xem cái hướng dẫn sử dụng, đúng không ạ? Trong hướng dẫn sử dụng này có hướng dẫn sử dụng phần auto group này, hướng dẫn sử dụng về auto market play này, thì trong đây nó rất là cụ thể rồi, cái phần lấy vị trí trong Google Maps như thế nào đấy, trong Google Maps làm sao đây, vị trí map như thế nào và lấy tọa độ như thế nào, và khi mà viết ra được cái tọa độ như thế này, đúng không ạ, thì gì ạ, thì đây là cái vị trí mình muốn lấy, ví dụ như là vào trong map chẳng hạn, Google Maps đây, và chúng ta muốn đăng, thì bây giờ chúng ta làm sao để biết được cái khu vực nào đông người, đúng không ạ, thì chúng ta chuyển sang hình ảnh vệ tinh ở góc bên tay trái này, chúng ta zoom lên, thì bây giờ ví dụ như là tôi biết là thành phố Bến Tre đi ạ, thì tất nhiên là chúng ta đây, anh mình đây cái thực tế rồi, chỉ cần đi ra ngoài một tí thôi ở chỗ này, đúng không ạ, toàn là gì ạ, đây này, toàn là đây là gì ạ, đây các cái làng nhỏ thôi, thì ở chỗ này anh em phải đi thực tế vào trong cuộc sống thì mình biết được ở dưới những cái vùng quê đấy, chỉ cái tỷ lệ người sử dụng internet ấy, nó ít hơn rất nhiều mà người ta sử dụng mạng ấy, nó rất ít, chúng ta phải hiểu về địa lý rất là sâu sắc đấy, nhưng mà khi mà chúng ta vào trong những thành phố nhá, chúng ta vào trong những thành phố đúng không ạ, chúng ta vào thành phố chẳng hạn thì cái tỷ lệ cái mật độ dân số rất là đông và cái tỷ lệ mà cái người ấy, sử dụng công cụ nó rất là nhiều, thì bây giờ ví dụ như đây là cái địa điểm mà tôi muốn target này, tôi bấm vào đúng không ạ, đấy thì bên này nó xuất hiện ra một cái vị trí đây này, đây là kinh độ ở vĩ độ, còn cái câu hỏi là bây giờ chúng ta bán gì và em bán gì thì nó sẽ hiệu quả, thì bản thân cái marketplace nó là nguồn traffic, mọi người hình dung là cái nguồn traffic không ạ, nếu mà đã là nguồn traffic thì chúng ta bán bất cứ thứ gì nó đều mang lại hiệu quả, nghĩa là tại vì bản thân ở trong cái marketplace này nó đâu có giới hạn về vấn đề sản phẩm gì đâu ạ, đúng không, đấy, bán từ con ốc đúng không? Đến đồng hồ, đến xe đạp, đến gỗ. Có nghĩa là bản thân ở trên Facebook nó là 60 triệu người sử dụng vào cái marketplace, đúng không ạ? Nó là cái nơi để diện tiếp cận với rất là nhiều khách hàng tiềm năng. Bản thân bây giờ ai là người sử dụng kênh này để quảng bá thôi. Và bán bất cứ thứ gì bạn mong muốn. Đấy, bán sim số, bán những cái gì ạ? Đấy, giày dép, quần áo, đúng không ạ? Ghế. Và gì ạ? Facebook nó đang chạy quảng cáo ở trên marketplace nó đây, bạn nhìn này này. Thấy được chữ được tài trợ không ạ? Và đây là một cái nơi để chạy quảng cáo. Bây giờ chúng ta đang sử dụng một cái tool để chúng ta làm thay nhiệm vụ chạy quảng cáo. Bạn nhìn thấy không ạ? Được tài trợ này. Đấy. Cứ đi một tí thôi là sẽ gặp được tài trợ này, nấu ăn này. Nên bây giờ bạn bảo bạn bán gì thì nó không khác cái kênh chạy quảng cáo mà. Và cái phần cái tool auto market play ấy, nó có thể gì ạ? Nó có thể target được đến đúng cái vị trí mình mong muốn, thì tôi nói rằng trời ơi, cái này thật sự luôn, mà nếu như mà không bán rẻ như vậy, tôi bán thôi cái dạng tốt, bạn lên Forest Software đúng không ạ, và xem vào phần bảng giá, bật bấm vào phần bảng giá này, đúng không? Giá phần mềm bật bấm vào giá bảng giá đúng không ạ, đây ví dụ như là phần auto market play này, thì bạn sẽ nhìn thấy giá nó có hai phiên bản, một là phiên bản không có chức năng gom tin nhắn, đây là phiên bản gọi là gói pro, còn gói premium ấy, thì nó có chức năng gom tin nhắn về một giao diện, gom tin nhắn về một giao diện là chúng ta sẽ có thể trả lời tin nhắn trên một cái giao diện đấy luôn, thì nó sẽ mắc hơn một tí thôi đúng không ạ, và 6 tháng nó là 2,5 triệu thì nó quá rẻ luôn, nó thật sự luôn á, còn nếu mà không anh em mình trải nghiệm khoảng gói 1,6 triệu, còn nó kinh doanh cái gì cũng phải bỏ vốn cả, thì bây giờ nếu mà ôm hàng thì đây là một kênh tuyệt vời, tôi khẳng định luôn á. Thì khi á, mà giả sử mà nếu như mà không public như này thì tôi sẽ bán không dạng là dạng tút, có nghĩa là độc quyền, mà hiện tại bây giờ anh em mình gõ trên Google là phần mềm
Auto Market Play thì ở trong Fori ra đầu tiên, đúng không? Cái trang web của Fori ra đầu tiên, Fori Center, đấy, Fori Software, đúng không? Phần mềm Auto Market Play nó sẽ ra đầu tiên, tôi sẽ ra của FB sẽ ra đầu tiên và của Fori sẽ ra đầu tiên thì gần như là độc quyền. Chính vì vấn đề này ấy, nên thành ra là bây giờ dù cung cấp một cái gói này cho 10 triệu cho một cái doanh nghiệp hay một cái công ty nữa thì thực tế là FB đã làm rồi, đúng không? Thì có rất là nhiều người, người ta cảm thấy happy, người ta cảm thấy hài lòng. Vì sao ạ? Tại vì có thể target được vị trí này. Và vị trí ở trong kinh doanh nó là điều cực kỳ quan trọng luôn, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta target vào trong thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta phủ kín ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta lấy cái vị trí địa lý ở thành phố Hồ Chí Minh ra, đúng không ạ? Để chúng ta phủ, đúng không ạ? Thì gì ạ? Thì nó khủng khiếp cỡ nào ạ? Thế bạn chạy quảng cáo làm sao bằng nữa? Không bao bằng, tôi khẳng định luôn á. Không bao bằng chạy quảng cáo, đúng không ạ? Rất là tốn kém, như là Song Hảo đưa ra là vấn đề là đúng á. Chạy 100 ngàn một ngày mà nó được khoảng tầm 7 đến 10 tin nhắn. Nhưng mà đâu phải tin nhắn nào chốt được đơn. Còn cái này đúng không ạ? Chúng ta ví dụ như 6. Chúng ta sử dụng cái gói lớn chẳng hạn. Sử dụng cái gói lớn là bây giờ cho là bản premium đi là 3 triệu rưỡi thôi. Chưa đến 3 triệu cho là cho 3 triệu đi là một ngày hết khoảng 10 nghìn. Tầm đấy, đúng không nào? 5 ngàn, đúng không ạ? Vài ngàn thôi để chúng ta có một cái lượng inbox, đúng không ạ? Đây tôi cũng đang kinh doanh, đúng không ạ? Tôi đang kinh doanh thì cái bản cái hiện tại cái bản tôi đây này. Đây ạ. Thấy không ạ? Đây. Đó, inbox là từ cái marketplace này. Này từ marketplace này. Lấy cho mọi người xem nhé. Nhớ. Đúng không ạ? Không thèm trả lời luôn tại vì không có thời gian để chúc sale, đúng không ạ? Tại vì một sale của admin bạn admin bán điện thoại mà nên là một sale lời rất là cao. Cần một tuần một vài sale đó, em mình nhìn thấy không ạ? Thấy không ạ? Này. Rất là nhiều. Đúng không ạ? Inbox ngập tràn. Đây. Cực kỳ nhiều luôn, đúng không ạ? Và chốt sale ở mầm đấy. Thì nó khá là rẻ thôi, đấy. Thì vấn đề này nhá, thì vấn đề này là cái vấn đề về vị trí. Thứ hai là cái vấn đề về cái tool, tool Auto Group. Đây là một cái công cụ tuyệt vời. Bản thân trước khi mà có cái marketplace này ấy, thì tại vì sao mình phải hiểu cái marketplace nó lợi thế như thế nào thì mình mới sử dụng nó mới hiệu quả được. Thì trước khi mà có marketplace này thì tôi hay bán ở trong cái nhóm như thế này, giống như bạn Mơ Đàm ở trong này. Nếu bạn Mơ Đàm bạn này ở trong Fori, đúng không ạ? Vào đây này. Khi mà chúng ta bán hàng trong nhóm thì chúng ta sẽ tiếp cận được một số lượng khách hàng tiềm năng trong nhóm này. Giống như bạn này đang bán cái túi sách này này trong cái nhóm này, đúng không? Thì ở trên đây nó có nút tin nhắn luôn và chúng ta có thể liên hệ được luôn, còn hàng hay không luôn, đúng không nào? Và bây giờ cái điều quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là chúng ta kiếm được cái nhóm, đúng không ạ? Kiếm được cái nhóm mà nó chứa khách hàng tiềm năng. Ví dụ như là chúng ta bán túi sách, chúng ta tìm các cái nhóm để trao đổi phụ kiện, trao đổi về gì ạ? Phụ kiện thời trang chẳng hạn. Ví dụ như vậy và chúng ta tham gia vào cái nhóm này. Và bây giờ chẳng hạn chúng ta tham gia rất là nhiều cái nhóm mà liên quan như vậy, đúng không? Và có một cái số lượng người tham gia nhất định rồi về nhóm này. Đấy, và chúng ta tham gia và chúng ta đăng bán vào đây, ví dụ mua bán thời trang, phụ kiện thời trang này. Đấy, chợ trang sức phụ kiện này, ví dụ như vậy. 22.000 người đúng không? Và trong này nó bán rất là nhiều và chúng ta đăng tải những cái sản phẩm của mình vào trong đấy thì cái tỷ lệ có không ạ? Tôi dám khẳng định là sẽ bán được. Điều này điều đương nhiên, điều này điều chắc chắn rồi. Tại vì nó là gì ạ? Nó là xu thế thôi. Đấy. Bên này nó đang sử dụng con auto xe livestream vào trong này thì bản thân admin cũng đang chuẩn bị ra cái con này, cái con auto livestream. Đấy. Đang share vào trong đây này, đúng không ạ? Sẽ có rất là nhiều người inbox. Đây như bạn này và đăng vào trong đây là cái gì ạ? Cái iRing. Đấy. Và có rất là nhiều cái nhóm liên quan đến phụ kiện như thế và chúng ta tham gia để chúng ta có được cái lượng data chứa cái lượng khách hàng tiềm năng thì những cái nhóm mua bán phụ kiện về việc như phụ kiện về điện thoại này 3.000 thành viên này, thanh lý trao đổi phụ kiện là 2.000 này, những cái nhóm nhỏ nhỏ này đôi khi nó lại chứa khách hàng tiềm năng rất là tốt. Đấy, mua bán phụ kiện thanh lý này. Đấy, thì những cái nhóm này, đúng không ạ, nó mang cái lượng khách hàng trong này cực kỳ khủng và chúng ta triển khai marketing ở trong đây thì chúng ta sẽ được ra được đơn hàng. Điều đương nhiên rồi, thì trước khi mà có cái market tôi bán hàng chủ yếu là trong nhóm,
chỉ đang kiếm cái nhóm tốt thôi, là mình đang mặt trong đấy là có đơn rồi. Và thực tế là đây này, thực tế thì hiện tại thì mình đang làm dropship đúng không ạ? Thì khi mà bán hàng trong nhóm thì bạn nhìn cái kết quả nhé, chỉ cần có một cái nhóm chất lượng, xây dựng được một cái nhóm chất lượng, mọi người nhìn này, một bài đăng lên thôi đúng không ạ? Đúng không? Như bài này đăng lên này, tương tác rất là tốt, tương tác tốt hơn rất là nhiều cái Facebook bình thường đúng không ạ? 13 bình luận đây, 89 cái bình luận dã man đúng không ạ? Rất là khủng khiếp đúng không ạ? Bình luận mà mình không thèm trả lời ấy, đúng không ạ? Để sử dụng cái này, cái sử dụng cái kia đấy đúng không ạ? Thấy không ạ? 80 cái bình luận khác nhau, mình chỉ trả lời một số thôi, và cái số lượng người tham gia cái nhóm rất là đông đúng không? Và bây giờ cái lượng của mình là gì ạ? Bây có cái công cụ nào đấy để khai thác được cái nhóm này thì thật là tuyệt vời đúng không ạ? Thì ở đây ở trên Forum Software đúng không ạ, có cái công cụ là Auto Group. Và con Auto Group này nó đăng đúng không ạ? Nó đăng tải vào trong nhóm một cách tự động bằng nhiều nick đấy, và có thể chấm cái bài mà đã từng được đăng ở đây, và nó dựa trên cái token để nó triển khai. Và đây là giao diện của nó ạ. Và mình đang sử dụng cái con này để đăng các cái sản phẩm của mình đấy, và giá con này thì nó sẽ cao hơn con kia rất là nhiều, 200.000, tại vì giá cao hơn 200.000 tại vì con này nó khủng khiếp hơn con Marketplace nữa, tại vì nó đăng vào những cái nhóm, bây giờ chúng ta kiếm được cái tệp khách hàng tiềm năng thôi, chúng ta đăng vào thì cái tỷ lệ ra đơn kinh khủng luôn, nó ra đơn ngay lập tức luôn, không cần chạy quảng cáo làm gì đúng không ạ? Và anh mình mua gói 6 tháng là khoảng tầm 3 triệu đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà anh em mình ở trong, tất cả anh em mình ở trong cái Zoom này đúng không ạ, nếu mà mua cái con Auto Group này sẽ được giảm giá khoảng 30% đúng không ạ, cho tất cả anh em mình ở trong cái Zoom này đúng không ạ, sẽ mua con này giảm giá 30%. Và khi mà mình đăng tải bằng token trên đây, nó sẽ hạn chế cái tỷ lệ check nick, và chúng ta có thể đăng được rất là nhiều nick một lúc ở trong này đấy. Và bây giờ mình sẽ, bạn muốn thử không ạ? Bạn muốn demo không ạ? Bạn muốn demo thì mình sẽ demo, còn không thì có ai muốn hỏi mua nick sử dụng cần lưu ý cái gì ạ? Thì mua nick thì mình có bán, nếu mà muốn bán cái nick mà nó sử dụng ok đấy thì chúng ta nên sử dụng cái con nó là nick VIA đúng không ạ, thì nó sẽ hiệu quả. Và khi mà đăng nhập, khi mà mua VIA về á, thì chúng ta hãy ngâm ở đó khoảng tầm vài ngày, 1-2 ngày để đăng tay hãng cơ bản hãng, rồi sau đó chúng ta mới băm thì nó sẽ không bị chết. Cho nên mình mua về xong mà để tool nó chạy luôn thì VIA châu cỡ mấy thì nó cũng bị checkpoint, và checkpoint là cái thuật toán đúng không ạ? Checkpoint là cái thuật toán, mà đã là thuật toán thì nó không thể tránh khỏi, kể cả nick chính của admin cũng bị checkpoint nữa. Nhưng mà quan trọng là hay không, mua lên ta hãy mua sim về đúng không ạ? Còn nếu mà anh em mình hay mua cái sim code, gọi là sim mà nó với cái việc mà chúng ta triển khai làm email hơn. Còn nếu mà xác định cái Facebook để mình chiến thì hãy làm cái tỷ, rồi có số điện thoại và kinh doanh. Mà bây giờ chúng ta tập trung vào marketing, mà bây giờ chúng ta không làm marketing thì chúng ta làm gì ạ? Đúng không? Nếu đối với anh em mình làm dropship, bạn không cần phải ôm hàng, không cần phải triển khai gì hết, mà bây giờ chúng ta tập trung vào đúng marketing mà chúng ta không làm được nữa, thì bây giờ ôm hàng về có thành công hay không ạ? Và nghề nào nó cũng có cái gì ạ, cái khó của nó. Nếu mà dễ thì ai cũng giàu hết rồi, đúng không nào? Đấy, thì cái checkpoint đấy thì mình lời khuyên là khi mà mua về thì ngâm cơ bản hãng, sau đó từ từ hãng đổi, khoảng một ngày rồi bắt đầu mình mới đổi thông tin cơ bản đấy, xong mình đăng cơ bản là nó sẽ ok hơn nhá. Thứ hai là với bạn Thành, ok ạ. Và bạn Nam hỏi là cái về cái thực phẩm đúng không ạ, thực phẩm chức năng. Thực tế là cái marketplace nó là cái nguồn traffic, mà đã là nguồn traffic thì bán bất cứ thứ gì đúng không ạ, bán bất cứ thứ gì, không biết là nó là cái sản phẩm gì, quan trọng là bây giờ mình PR rồi. Ok, bạn muốn demo đúng không ạ? Và bây giờ
em sẽ demo cho anh em mình nhé. Demo cho anh em mình cái con auto group nha. Đây. Con auto group. Để lấy cái cách bạn vào trong cái đường link này đúng không ạ? Đường link này là business.facebook.com ấy, tại vì ở trong đây nó là cái token full quyền đúng không ạ? Con này chạy bằng token chứ không phải chạy bằng cookie nhá. Chạy bằng token. Mình bấm Ctrl O đúng không ạ? Và Ctrl F. Bấm EAG và cái dạng token thì nó có vô cùng nhiều dạng token khác nhau đúng không ạ? Nó rất là nhiều dạng token khác nhau nên ra là chúng ta phải lấy đúng cái dạng token thì nó mới chạy được. Còn không thì nó rất là khó để chạy nhá. Cái bên này bên cái con cái máy của admin nó đang bị lỗi cái phần file bị lỗi phần tìm kiếm. Và trong đường link đó bấm Ctrl F đúng không? Gõ EAG thì nó sẽ ra cái token đúng không ạ? Và lưu lại em có cái video hướng dẫn luôn đấy đúng không ạ? Video hướng dẫn đấy bây giờ việc vậy mình lấy một con token này đi ạ. Miễn sao là cái con đó mình không năng suất thôi nhá, bởi mình quét chẳng hạn. Cái cũ rồi. Sẽ lấy một số cái token mà chuẩn bị sẵn. Đây, cái con này thì vẫn ok này. Ok không ạ? Và ở đây nó ra nhá, nó ra cái nick này, đã quét được bao nhiêu nick, bây giờ quét ở đây được 125 nhóm đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ muốn đăng cái sản phẩm này đi ạ. Ví dụ như là chọn mỗi sản phẩm thôi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta phải xác định cái sản phẩm, ví dụ như bán cái cáp này. Bán cái cáp này. Thôi để lấy cái sản phẩm nào cho nó rõ nét hơn một tí nhé. À đây cái tay ngay hai cái GS10 trắng này lấy một cái đúng không ạ? Vào đây sao up cho 10 bạn đầu tiên có thể tác vào. Và cái này có nhiều chức năng lắm, có rất là nhiều cái cách, quan trọng là cái kịch bản chúng ta khai thác. Như bây giờ tôi đang sử dụng cái bán hàng trực tiếp nhá, nó có nhiều cái biện pháp nữa, có nhiều cái kịch bản để sử dụng cái con này. Bây giờ nhà vào chợ mua bán rau mặt đi ạ. Đúng không ạ? Ở bên này phần thiết lập, bây giờ đăng xong rồi dừng lại, có nghĩa là đăng xong hết tất cả các nhóm thì nó sẽ dừng lại nhá. Hay là đăng xong tất cả các nhóm rồi sẽ lập lại. Thì bây giờ ví dụ như để demo thì làm từ một 100 giây thôi, còn lại anh em mình hãy để cái số lượng giây cao, ví dụ như để máy ở đấy rồi mình chạy cả ngày luôn á, để bom cả ngày luôn thì mình sẽ để số lượng giây cao cao hơn một tí để cho đỡ bị tránh spam, có nghĩa là từ 30 giây đến 100 giây đó, một bài. Thì sau khi bóp bao nhiêu bài, đây là sau khi bóp, ví dụ như sau khi bóp 3 bài sẽ nghỉ 5 phút, 5, 6, 30 là 300 giây, ví dụ như vậy, và bấm start đúng không? Đấy, bấm 2 lần thì gì ạ? Đang chạy đúng không ạ? Ok. Thì bên này nó sẽ ra thông báo. Nếu nó sẽ ra đúng không ạ? Đấy. Phụ thuộc vào đâu nữa. Đó có phải nhóm công khai hay không công khai đúng không ạ? Nhóm công khai hay nhóm không công khai này nó phụ thuộc vào cái nhóm đó là có kiểm duyệt hay không.
nếu mà chúng ta tham gia vào cái nhóm không có điểm duyệt đấy thì chúng ta sẽ target được luôn. Thì cái con tool này thì nó có phần tìm kiếm đang phát triển, đúng không ạ? Sau này ấy, nó sẽ gì ạ, đội dev đang làm với con này có thể tìm kiếm được cái nhóm theo yêu cầu của chúng ta, sau đó là quét ra được UID và kết bạn và tự động tham gia cái nhóm theo cái UID ấy luôn, đúng không? Và tiếp theo là cái kịch bản, cái tính năng này khoảng tầm độ một tuần nữa thì nó sẽ có nhá. Nhưng mà thấy sau khi mà đăng xong nhá, thì có phần bài viết ở đây, thì bài viết ở đây thì có thể là gì ạ, mình bình luận lại cái bài viết mà mình đã đăng, có nghĩa là mình re-up được, có thể chấm này, có thể bình luận này, cái sản phẩm gì đấy ở inbox cho em nhé, hay là để lại link gì đấy, ví dụ như vậy, và mình thiết lập cái kịch bản để triển khai, đúng không ạ? Và cái quan trọng nhất, đúng không ạ, quan trọng nhất là chúng ta chọn được cái nhóm, đúng không ạ, chọn được cái nhóm mà nó mang lại cái hiệu quả cao, đúng không ạ? Chúng ta mang lại cái hiệu quả cao là cái nhóm như thế nào ạ? Cái nhóm đây, ví dụ như cái ER đây ạ, đây. Rồi copy đến đây, đúng không ạ? Copy đến chữ ZD này, copy và mình để vào cái công cụ này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chạy được, đây là token chính xác nhé. Thì cái việc của chúng ta chọn những cái nhóm mà nó chứa những cái khách hàng tiềm năng lớn và chúng ta đăng thôi. Và khi mà chúng ta đăng vào trong đó đúng cái khách hàng tiềm năng, đúng không ạ, thì nó sẽ ra đơn rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mà các bạn live stream, đúng không ạ? Đấy, các bạn live stream, các bạn hay share bài vào trong các nhóm để làm gì ạ? Để tăng tương tác thôi. Thì bây giờ bản thân chúng ta muốn tăng tương tác, muốn ra đơn nhanh nhất, cho spam vào những cái nhóm mà nó mang lại cái hiệu quả cao, thì gì ạ, thì chúng ta sẽ tạo ra được cái nguồn traffic rất là khổng lồ, đúng không ạ? Cái vấn đề này nó chúng ta đang dev nhá, đang dev, và cái dev bản dev nó sẽ có nhá, bản dev nó sẽ có cái chức năng này. Đấy, cái bản dev nó sẽ full, đúng không ạ? Nó sẽ có full nhiều vấn đề, giờ xử lý tất cả các vấn đề của anh em mình phát triển lên. À, một lần đăng bao nhiêu bài ạ, thì tùy vào số lượng nick của bạn. Thì ví dụ như một lần đăng bao nhiêu bài cũng được, ví dụ như một lần đăng khoảng tầm 10 đến 20 bài. Đấy, và số lượng dây thì nó các bạn nên làm nó xa một tí. Ok, còn anh em mình muốn mua nick thì inbox cho admin. Đúng không ạ? Bạn nào muốn mua nick thì inbox cho admin nhé. Còn vấn đề gì nữa không ạ? Anh em mình muốn trả lời câu hỏi gì ạ? Một nick dùng được hai tool không ạ? Là sao ta? À, cái này thì không nên. Theo kinh nghiệm là không nên. Tại vì ví dụ như là cái nhóm về marketplace á, chúng ta đã băm rồi, đúng không ạ? Và chúng ta lại băm tiếp group thì nó sẽ tỷ lệ check ấy, nó rất là cao, đúng không ạ? Thì bản thân admin đang bán hàng trong nhóm mà ví dụ như là tạo ra cái nhóm ngon, đúng không ạ? Bạn nhìn này, cần tạo vào cái nhóm ngon thôi, số lượng inbox rất là khủng khiếp luôn. À, cho anh mình xem nhé, cho mình xem cái số lượng inbox là như thế nào nhé. Đây, inbox này, đúng không ạ? Đấy. Đây, inbox này, đúng không ạ? Rất là nhiều, đấy, inbox này. Nếu mà cái nhóm mà nó chất lượng ấy, và chúng ta khai thác được thì nó ok lắm. Mà chúng ta kiếm được những cái nhóm rất là ngon, đúng không ạ? Để chúng ta làm, đúng không ạ? Liên quan đến cái lĩnh vực của chúng ta. Và cái phần này thì nó lại liên quan đến vấn đề về phễu marketing cộng với việc là cái tư duy về tạo chuyển đổi. Có nghĩa là chúng ta không thể bán trực tiếp thì chúng ta bán gián tiếp. Có nghĩa là nếu các bạn quan tâm thì hãy liên hệ cho tôi chẳng hạn. Thì ai mà liên hệ cho mình thì chắc chắn là họ là người có nhu cầu. Và họ là người có nhu cầu thì chúng ta lúc đấy chỉ cần việc tư vấn và chốt sale thôi là xong rồi, đúng không ạ? Và cái lúc này liên quan đến phần kịch bản thì anh em mình nào mà đã có nhiều kinh nghiệm thực chiến rồi thì sử dụng cái con này tuyệt vời lắm. Tôi rất là thích cái con này. Con này tôi thích hơn cái con Auto Market Play. Tại vì cái con Auto Market Play chưa chắc đã ngon bằng cái con này luôn. Thật sự là như vậy đấy. Nhưng mà cái Market Play nó lại mang ra đơn hàng ngay lập tức. Hai con này bọn nó là con nào ngon hơn thì tùy tư duy anh mình triển khai. Nếu mà anh mình triển khai khai thác free traffic rồi để cho vào trong Mac luôn ấy, thì cái con Auto Market Play nó tuyệt vời. Còn anh em nào mà sử dụng cái con Auto Group này để tạo cộng đồng ấy, bạn hình dung không? Để tạo cộng đồng để kinh doanh ấy, thì trời ơi, vô đối. Bạn hình dung không? Và triển khai như thế nào là do cái gì ạ? Do cái khả năng khai thác của mình.
thì không phải là nó gì ạ, không phải là nó chắc chắn là phải sử dụng hai con tool này, hai con tool này mà admin cảm thấy là nó rẻ nhất, đúng không? Nó rẻ nhất thôi, cảm giác là căn bản là nó rẻ nhất và mình cảm thấy là nó mang lại cái hiệu quả to lớn nhất. Còn lại anh em mình ban đầu sử dụng có thể là marketplace thôi, là cảm thấy là nó ok rồi, đúng không? Sau này phát triển thêm những cái nội nhóm hay là những cái, ví dụ như là em đang sử dụng cái con này, thẳng thắn là cái kịch bản là như thế nào ạ? Kịch bản là cái cách mà chúng ta tạo ra chuyển đổi. Ví dụ như là chúng ta vừa xong ấy, là ở đây mình đang trực tiếp là bán cái tai nghe này luôn. Nhưng mà có những cái trường hợp là tôi không bán cái tai nghe này trực tiếp, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi tặng quà chẳng hạn, đúng không? Tặng quà nhưng mà họ phải vào trong fanpage chẳng hạn, đúng không? Phải vào trong fanpage nhắn tin thì tôi sẽ tặng. Thì đó là ví dụ như thế, thì mình xây dựng một cái fanpage thật là nhiều traffic. Hoặc là bây giờ là muốn mua giá rẻ thì vào trong cái Shopee chẳng hạn, đúng không ạ? Và chúng ta tăng cái tỷ lệ Shopee lên. Cái con auto group này nó ứng dụng rất là nhiều vấn đề, đúng không ạ? Và cái con marketplace cũng vậy, cái con auto marketplace cũng vậy. Và khi mà inbox vào đây chúng ta sẽ điều hướng về trong nhóm, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Chúng ta tập trung vào xây dựng, ví dụ như chúng ta triển khai để chúng ta xây dựng ra một cái cộng đồng chẳng hạn. Giả sử là chúng ta xây dựng ra một đội nhóm cộng tác viên khoảng 500 người, nếu mà anh em nào là thích xây dựng hệ thống, đúng không? Tạo ra một cái cộng đồng khoảng 500 thành viên, đúng không ạ? 500 thành viên thì cái con này bạn cảm thấy như nào ạ? Nó là tiền bao nhiêu cho đủ, đúng không? Ví dụ như thành viên đó mỗi người bán cho mình một sản phẩm thôi, giả sử như vậy, thì đó là cái kịch bản nó bán trực tiếp hay là bán gián tiếp là do mình, do cái người sử dụng đó. Và muốn muốn học cái này hiệu quả đấy thì các bạn nên học về phễu marketing, đúng không ạ? Vậy mình có cái khóa khóa về phễu marketing ấy, rồi là cái khóa về content đấy, thì anh mình sẽ hiểu được là lúc đó mình mới cảm thấy trời ơi, có cái công cụ này nó sẽ làm cho mình tới đâu luôn đó. Có nghĩa là đi làm cho chúng ta thực hiện đấy rất là nhiều dự án, giả sử như là xây dựng fanpage này, xây dựng nhóm này, bán hàng này đấy, hay là xây dựng ra gì ạ, ra kênh Shopee chẳng hạn này, đúng không? Rất là nhiều kịch bản. Rồi tùy vào anh em mình cái sức mà gọi là khả năng chuyển hóa của mình, chuyển đổi internet thành tiền như thế nào, đúng không ạ? Đấy là kịch bản nhé. Ok, và admin đang có chương trình giảm giá 30% nha, nên là anh em nào muốn sở hữu ấy thì nhanh chóng, đúng không ạ? Còn cái con auto market play ấy thì giảm 10% cho anh em nào trong xem cái dung này, 10%, đúng không ạ? Thì hai hai con này tùy vào cái khả năng của mình, đúng không ạ? Để anh em mình triển khai, đúng không ạ? Anh em mình muốn đăng ký, đúng không ạ? Thì triển khai nhá, tại vì sắp Tết rồi, chúng ta có thể là trang bị một cái công cụ này. Nếu mà không có tiền nhiều thì chúng ta mua 1 tháng, đúng không ạ? Mua 1 tháng để chúng ta thử trải nghiệm nó như thế nào, đúng không ạ? Thử trải nghiệm nó có hiệu quả hay không. Thì bản thân như Hảo thì Hảo có quá nhiều kinh nghiệm rồi trong triển khai và được học rất là bài bản, đúng không ạ? Nên ra là khi mà triển khai nó tạo ra cái kết quả ngay lập tức. Cái cho anh em mình một cái mã nhé, cho anh mình một cái mã là Zoom, đúng không ạ? Cho mọi người một cái mã nhá, thành viên Zoom anh em mình ở trong đây sẽ thấy thôi, và cái này nó có hiệu lực trong vòng 2 ngày, người cái này thành viên Zoom 18 tháng 12 năm 2020. Thì ba anh em nói cái này lên ở trong cái về khi mà anh mình tải xong tool nhá, xong mình bấm vào đây này, đúng không ạ? Em mình bấm vào trong đây sẽ có shopbot, đúng không ạ? Sẽ có shopbot nhắn tin cho mình ở trên cái website này luôn, forysoftware.com. Thì khi mà mua auto market play ấy, anh em sẽ là giảm giảm 10%. Còn khi mà anh mua auto group sẽ được giảm 30%, tại vì con auto group này mình mới ra mắt nên ra đang trong cái chương trình đấy. Đúng không? Anh mình sẽ được giảm giá 30% thì nó cực rẻ luôn rồi, gì nữa là 993, 27 là trừ ra 270.000 luôn đó, cho anh em mình dùng ngày hôm nay nhá. Và biết nhiều cái gói này mà giờ 30% nó còn rẻ nữa, 2 triệu mà 3 6 trừ 600 nghìn luôn thì còn 1 triệu 3 thôi này, 300 qua 9 này chỉ còn 2 triệu thôi này, 2 triệu mốt thôi này, nó quá rẻ đi, đúng không ạ? Và nó được nâng cấp liên tục,
anh em sẽ được add vào trong nhóm và nó được nâng cấp phiên bản liên tục, và anh em sẽ được cái chế độ khác khi mà shopbox anh vào trong đấy sẽ được add vào trong nhóm này auto. Và khi mà vào trong cái nhóm này thì anh em sẽ có những cái hướng dẫn riêng, đúng không ạ, về lấy tọa độ rồi là về lấy vị trí như thế nào đấy, và cần hỏi cái gì shopbox trong đây sẽ có shopbox trả lời cho bạn. Còn cái nhóm chung ấy thì anh em mình đang sử dụng key miễn phí mà. Đấy, anh em mà cần thì mình triển khai. Còn nếu mà anh mình cần nguồn thì ở trong này có nguồn luôn, đúng không ạ? Sẽ add cho anh em vào trong kiếm nguồn, viện nhóm 9 này có 9, đúng không ạ? Có 11 ngách, đúng không ạ? Có 11 ngách. Đấy, và trong này anh em mình nhìn đây, đây này, bạn này này. Có bạn chăm chỉ thì ra đơn thôi, đây này. Ra đơn bạn ấy ra đơn từ đâu? Marketplace đúng không ạ? Bán đồng hồ. Ở bị khủng khiếp, một số bạn mới vào thôi đâu, bây giờ mình trang mà tôi nói này đúng không ạ? Một tối này 4 đơn này. Bây giờ là đơn thứ 5, thứ 6 gì đó rồi. À, đây ngày 12 tháng này, ngày 18 tháng 12 này. Chứ không phải là cái ngày cố tình để ra đâu. Là đơn thiệt đấy. Và đâu cần chạy, đâu cần mất đồng nào chạy quảng cáo đâu. Đúng không? Và đơn như vậy thôi, viện như này thôi là đủ, viện một đơn là 100 ngàn, lời 100 ngàn chẳng hạn, 99k. Thì 4 đơn này đã có 400 ngàn rồi. Đúng không ạ? Gần như là đủ chi phí luôn rồi. Thật sự là như thế. Nên ra là cái kịch bản tùy anh em nào mà có khả năng cao á, về kéo traffic thì hãy mua con auto group. Còn anh mình muốn băm ngay và ra được đơn nhanh ấy, thì chúng ta sử dụng VIA và chúng ta chuyển auto market. Thì bản thân mình thì cũng đang xây dựng một cái hệ thống để mình kéo traffic cho kênh của mình. Và đang là ok. Đúng không ạ? Đấy, anh em mình nói như vậy nhá. Đấy, cái câu ở trên ấy. Anh em mình ghi là cái mã như này. Anh em sẽ cho anh mình cái mã. Mã giảm giá, đúng không ạ? Đây, thành viên Zoom 18/12. Đúng không ạ? TVZ, đúng không ạ? Anh mình biết đúng như thế này, đúng không ạ? Đấy, thì IP sẽ báo vào trong cái key, đúng không ạ? Mã giảm giá cho anh em mình Zoom thôi. Ghi lưu lại trong đường truyền để xíu nữa nói cho anh em, đúng không ạ? Shopbox ai mà có cái mã này thì sẽ được giảm nhá. Auto marketplace sẽ giảm 10% và auto group sẽ giảm 30%, đúng không ạ? Ok, còn lại anh em mình còn cái câu hỏi nào không ạ? Còn kịch bản thì có nhiều lắm, đúng không ạ? Quan trọng là cái tư duy thôi. Anh mình muốn bán trực tiếp hay là muốn bán gián tiếp, hay là anh mình muốn xây dựng ra một cái cộng đồng, đúng không ạ? Hay là anh mình muốn xây dựng ra một cái kênh fanpage, hay là muốn xây dựng ra một kênh Shopee. Và bây giờ làm sao để có tiền để chuyển đổi thì chúng ta phải dùng về Facebook marketing. Ví dụ như vậy, chúng ta PR vào trong các nhóm đó và chúng ta muốn gì ạ? Tả chuyển đổi, đúng không ạ? Nếu như mà ai cũng có khả năng bán hàng hết à, và cái người mà muốn bán hàng được nhiều nhất là cái người ấy, là cái người gì ạ, là cái người bán nhưng mà không bán hàng như không bán hàng thì sẽ bán được nhiều nhất, đúng không ạ? Có nghĩa là sao? Chúng ta truyền những cái thông điệp và trong thông điệp đấy nó có những cái ẩn ý như thế nào đấy, và cái gợi ý về một cái gì đấy thì nó sẽ rất là tốt. Vì ứng dụng như thế này, chúng ta giả sử như là chúng ta làm 20.000 người độ tầm 500.000 cộng tác viên và chúng ta triển khai thì đấy là những cái quy trình rất là tốt, đúng không ạ? Ok, và hôm nay thì là một buổi Zoom khá là dài rồi, đúng không ạ? Và hôm nay kết thúc hôm sau, đúng không ạ? Sẽ hướng dẫn cho anh em mình nhiều cái cách thêm nữa, đúng không ạ? Về cái target, vị trí hay là đăng hình như thế nào, chuẩn bị nick làm sao, làm giả sử như vậy, đúng không ạ? Và hẹn anh em mình ở một cái nội dung khác nha. Chúc anh em mình thành công, đúng không ạ? Cảm ơn anh em mình đã lắng nghe, đúng không ạ? Hôm nay thì khá là nhiều kiến thức cũng như là được chia sẻ nhiệt tình của bạn Hảo, đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ok, cảm ơn mọi người. Ok, chào tất cả mọi người nhé.